Tiếp tục chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của chuyện trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, trong phần đầu của bản tin, chúng tôi đã phản ánh những khó khăn của các doanh nghiệp cũng như là người lao động tại thành phố Đà Nẵng khi mà một số doanh nghiệp hoạt động trong ngành dệt may, chế biến thủy sản buộc phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm nhân sự, khiến nhiều lao động phải mất việc làm. Vâng, vậy là chưa đầy 2 tháng nữa chúng ta sẽ đến với ngày Tết Nguyên Đán. Nhiều doanh nghiệp thì cũng đã bắt đầu công bố mức lương thưởng Tết Quý Mão năm nay. Thế nhưng thời gian gần đây đã có hàng ngàn người lao động họ rơi vào cảnh mất việc, giảm thu nhập do công ty đói đơn hàng, không có thưởng Tết. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là nhiều gia đình của các lao động họ không thể nào về quê để sum họp gia đình trong ngày Tết. Và trước mắt là những ngày thất nghiệp sắp tới, họ còn chưa biết phải xoay sở ra sao. Sau đây là ghi nhận của chúng tôi tại thành phố Hồ Chí Minh về tình trạng này. Khu trọ gần công ty Tỷ Hùng ở quận Bình Tân, nơi có hàng chục gia đình công nhân sinh sống trước đây vào dịp cuối tuần rôm rả tiếng cười, tiếng hát, nay đã không còn. Thay vào đó là sự tĩnh lặng, điều hưu. Chỉ vài ngày trước, chị Nguyễn Thị Thu lên kế hoạch đón Tết sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Chị dự định mua cho con vài bộ đồ mới, mua sắm ít quà để về quê biếu họ hàng sau những năm dài làm việc. Nhưng Tết này sẽ còn xa với chị, cũng như nhiều người trong xóm trọ này. Tưởng làm cuối năm mà có tiền Tết rồi, tháng 13 rồi về quê rồi tiền lương thưởng Tết, đâu ngờ công ty nó hết hàng đơn hàng á, là thông báo cho nghỉ, không chơi với. Không ngờ nó còn khổ hơn cái năm dịch là có người tài trợ cho ăn uống phải không, còn bây giờ là giá cả thị trường nói chung cái gì nó cũng mắc, mà lương công ty thì không có lên, mà đùng một cái nó nghỉ thất nghiệp luôn. Mất việc vào thời điểm cận Tết Nguyên Đán không chỉ khiến con đường trở về thăm quê của những người lao động ly hương trở nên xa vời, mà còn khiến họ lâm cảnh tiến thoái lưỡng nan, giang dở vì còn nhiều thứ đang ràng buộc ở thành phố. Ngặt cái là đời sống của công nhân thì con lỡ đem lên đây rồi, mà đi học này kia thì đâu có thể là về quê được. Tính là đi xin cửa chén hay là gì đó, để phụ mà lo cho con. Sở cũng đã kết nối được là 770 lao động đã đến các liên hệ khác làm việc. Và cái số lao động còn lại thì ở đây không phải là người ta là không có thể nào mà kết nối được với các doanh nghiệp khác, mà mong muốn của người lao động họ là mong muốn là có thể là họ về quê, hoặc là họ sẽ tìm kiếm một cái việc làm mà mang tính nhất là thời vụ, để vừa song song là cái công việc đó họ cũng có thể là nhận khoản mà trợ cấp thất nghiệp. Trong bối cảnh thiếu đơn hàng, thu hẹp sản xuất, thu hẹp nhân sự đang diễn ra ở nhiều ngành hàng, nhiều địa phương trên cả nước, điều này cho thấy sự khó khăn của doanh nghiệp. Đâu đó những ngày vừa qua, đã có những vụ doanh nghiệp chấm dứt đột ngột hợp đồng với người lao động, và có thể là những ngày tới sẽ tiếp tục có những sự vụ tương tự. Hơn bao giờ hết, người lao động cần được bảo vệ những quyền lợi chính đáng của họ sau suốt một năm chăm chỉ vất vả làm việc. Vâng, năm nay quả thật là một năm khó khăn đối với các doanh nghiệp ở nhiều ngành hàng. Thời điểm này thì những người lao động còn giữ được việc đã là điều may mắn. Còn các doanh nghiệp thì họ cũng đang nỗ lực xoay sở để người lao động có thưởng Tết. Dù mức thưởng năm nay được dự báo là sụt giảm khá nhiều so với mọi năm. Sau khi cắt giảm một nửa lao động thời vụ, doanh nghiệp này đang nỗ lực duy trì việc làm cho gần 150 lao động còn lại trong nhà máy. Với tình hình khó khăn hiện nay, những mong ước của người lao động năm nay cũng khác. Cũng có khó khăn thì cũng không có việc làm gì, mong muốn thì công ty sẽ kiếm được nguồn hàng nhiều hơn để cho công nhân có việc làm đầy đủ hơn. Bây giờ công ty của em có đơn hàng, không có mong muốn gì nhiều hơn. Giờ có thưởng là đã tốt rồi, em không cần cao. Dệt may là ngành hàng xuất khẩu tỷ đô của Việt Nam. Trong năm nay, ngành dệt may vẫn cán đích mục tiêu xuất khẩu 43-44 tỷ đô la Mỹ do tăng trưởng mạnh 3 quý đầu năm. Nhưng ngoài việc gặp khó khăn về chi phí tăng mạnh, đến quý tư thì hầu hết các doanh nghiệp lại đối mặt với đơn hàng sụt giảm. Điều này tác động đến tình hình sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận của cả năm, nên thưởng Tết năm nay dự báo sẽ thấp. Tiền Tết thì chúng tôi dự kiến cũng khoảng trả ít nhất thì cũng được 1 tháng lương. Nhưng mà cái tháng lương năm nay thì không bằng cái tháng lương năm ngoái. Thì tháng năm ngoái là tổng thu, chúng tôi thường là trả tổng thu nhập nét. Một năm nay được bao nhiêu chúng tôi chia bình quân tới tính một tháng, thì năm nay á chúng tôi lại trả cái tiền cho việc nhiều hơn, nên là cái tổng thu nhập nó có thể nó sẽ xuống, nó còn đâu đó nó khoảng 8 triệu rưỡi một tháng. Thì 8 triệu rưỡi một tháng mà chỉ được một tháng thì cái vấn đề chi tiêu ngoài Tết cũng rất khó khăn.
Bây giờ là chúng tôi tập trung vào việc là làm sao để có được cái điều kiện tốt nhất cho những người đang có mặt hiện tại. Cái lực lượng lao động hiện tại nó cũng không còn nhiều. Cho nên là thì vẫn cứ đảm bảo được cho mọi người cái Tết cộng với lại một cái thưởng thêm một tháng lương Tết. Đối với lĩnh vực bất động sản, những năm trước luôn là ngành mạnh tay chi thưởng Tết nhất cho nhân viên so với các ngành khác. Tuy nhiên năm nay, giao dịch ảm đạm, việc cắt giảm thưởng cũng là điều không tránh khỏi. Năm mà doanh nghiệp làm ăn tốt thì chúng ta có thể thưởng 3-4 tháng lương. Năm nay tôi cho rằng là cái nguồn thưởng Tết đối với doanh nghiệp bất động sản cực khó chứ không phải là khó. Rất khó luôn. Và bản thân như công ty Lê Thành chúng tôi thì chúng tôi thưởng dao động khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng lương. Tùy người lao động và tùy mảng nào của công ty chúng tôi. Và chúng tôi thưởng trong khoảng đó. Mà thật sự đối với doanh nghiệp hiện nay cái câu chuyện tìm cái nguồn tài chính để cân đối thưởng quá khó. Bất động sản, dệt may, da giày, đồ gỗ là những ngành đang gặp nhiều khó khăn nhất. Tuy nhiên, xem lao động là của vốn quý, là trái tim của hoạt động sản xuất kinh doanh. Nên dù có khó khăn đến mấy thì các doanh nghiệp đều đang nỗ lực để có thưởng Tết cho những người lao động còn lại. Vâng, chỉ chưa đầy 2 tháng nữa là chúng ta đã đến Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Điều mà nhiều người lao động mong muốn thấp thỏm lúc này đây là thông tin về tiền thưởng Tết. Đại dịch Covid-19 đã lắng xuống, thế nhưng mà đơn hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp bị cắt giảm, dẫn đến công việc và thu nhập của người lao động chịu ảnh hưởng trực tiếp, nhất là ở các lĩnh vực như là dệt may, da giày, chế biến gỗ và điện tử. Dự báo là bức tranh thưởng Tết năm nay đa dạng khi mà có những doanh nghiệp không có thưởng Tết như mong muốn, thế nhưng cũng sẽ có nhiều doanh nghiệp có mức thưởng khả quan. Nếu như 1 đến 2 năm trước, không ít nhân viên khách sạn chạnh lòng vì không có thưởng Tết do ảnh hưởng của dịch bệnh, thì năm nay đã khác. Thị trường du lịch đã phục hồi phần nào dù chưa hết khó khăn, nhưng nhiều doanh nghiệp đã có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động. Mới đi vào hoạt động, nhưng cơ sở lưu trú này đón gần 10.000 lượt khách. Doanh thu ổn định nên đơn vị sẽ có tiền thưởng động viên người lao động dịp cuối năm. Chúng tôi sẽ tuyên dương các nhân viên về các trong năm về hoạt động kinh doanh, rồi có kế hoạch về tiền thưởng, rồi lương tháng thứ 13 hay là những phần thưởng cho nhân viên xuất sắc. Đó là một cái nỗ lực của ban lãnh đạo công ty cũng như đội ngũ quản lý của chúng tôi để chúng tôi có được cái nguồn doanh thu ổn định nhất. Nhìn vào nền kinh tế và những điểm tích cực của ba quý đầu năm, các chuyên gia dự báo thưởng Tết năm nay sẽ cao hơn so với năm ngoái. Tuy nhiên, bức tranh thưởng Tết khá đa dạng. Đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp từ suy giảm kinh tế toàn cầu, sẽ không có thưởng Tết như mong muốn. Nhưng nhiều doanh nghiệp sẽ có mức thưởng Tết khả quan. Những cái ngành mà có những cái hoạt động vẫn còn duy trì được tương đối tốt trong cái thời gian vừa qua, như là xuất khẩu thủy sản, hoặc là một số ngành xuất khẩu về lương thực, thực phẩm, hàng nông lâm sản phẩm chế biến, rồi là một số những cái ngành hàng như trong lĩnh vực nông nghiệp, rồi ngành hàng tiêu dùng, trong đó là những cái ngành hàng mà trong thời gian vừa qua chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ cái kim ngạch xuất khẩu vẫn còn duy trì được cái mức độ khá, hoặc là cái khả năng mà tiêu thụ hàng hóa ở trong nước, ở trên thị trường trong nước vẫn còn có thể đảm bảo được, đặc biệt một số ngành hàng tiêu dùng, thì những cái ngành hàng đó chúng ta kỳ vọng là có thể có cái mức thưởng tích cực hơn so với những cái ngành còn lại. Kết quả sản xuất kinh doanh của các cái đơn vị là khác nhau. Có những doanh nghiệp thì lãi rất là lớn, có những doanh nghiệp thì lãi vừa phải, và thậm chí có doanh nghiệp hòa hoặc thậm chí có doanh nghiệp lỗ, và những doanh nghiệp mà sát đến bờ cái bờ vực phá sản thì rõ ràng là vấn đề là tiền lương còn chưa đủ nữa thì lo là vấn đề tiền thưởng. Thì tôi nghĩ là những người chủ sử dụng lao động cách chân chính mà họ hướng đến cái chia sẻ người lao động thì tôi cho là cái vấn đề là cái thưởng là cái vấn đề nó rất là quan trọng. Đấy, nó tạo ra cái động lực khuyến khích cái người lao động làm việc tốt hơn, năng suất cao hơn, đóng góp vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tốt hơn. Thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hiện có hơn 1.200 doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, ảnh hưởng tới hơn nửa triệu người lao động, trong đó khoảng 41.500 người bị mất việc, chiếm gần 9%. Trong bối cảnh đó, các hoạt động chăm lo Tết, hỗ trợ được tổ chức công đoàn thực hiện sớm hơn với kinh phí khoảng 500 tỷ đồng, tập trung vào những lao động khó khăn, bị mất việc và giảm giờ làm. Về mặt tâm lý chung của người lao động, họ đều mong muốn cả một năm với hy vọng và chúng ta nỗ lực để được Tết này sẽ được chăm lo tốt. Nhưng những người lao động ấy đang bị ảnh hưởng. Và các cấp công đoàn đang triển khai cái việc chăm lo Tết cho những người lao động. Thì những người lao động đang rơi vào hoàn cảnh này, những đoàn viên công đoàn, đấy phải là đối tượng ưu tiên, được phải quan tâm
để có sự hỗ trợ của tổ chức công đoàn giúp cho họ vượt qua cái khó khăn thách thức hết sức to lớn trong thời điểm này. Dù quy định chỉ mang tính khuyến khích, nhưng thưởng Tết đã trở thành thông lệ hàng năm nhằm tri ân sự cống hiến của người lao động sau một năm làm việc vất vả. Trước khi công bố thưởng Tết, doanh nghiệp cần tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện của người lao động, thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là minh bạch doanh thu, lợi nhuận, qua đó tạo sự đồng thuận, sẻ chia giữa doanh nghiệp và người lao động. Cũng xin chia sẻ thêm là Bộ Lao động và Thương binh Xã hội đã vừa có văn bản yêu cầu các sở lao động thương binh và xã hội trên cả nước thực hiện chính sách tiền lương và thưởng Tết cho người lao động. Theo đó, Bộ này đã giao lãnh đạo cho các sở lao động thương binh và xã hội cần phải chủ động phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, Liên đoàn Lao động cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là đối với những doanh nghiệp gặp khó khăn khi bị cắt đơn hàng, giảm việc làm của người lao động. Từ đó thì các đơn vị này cần phải có giải pháp phù hợp để hỗ trợ cho các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ thúc đẩy phục hồi phát triển thị trường lao động. Ngoài ra thì các tỉnh thành cần phải khảo sát, nắm tình hình thực hiện quy định về lương tối thiểu, trả lương, tiền thưởng, nợ lương và kế hoạch thưởng Tết theo kết quả sản xuất kinh doanh cho người lao động ở các doanh nghiệp. Báo cáo Bộ Lao động Thương binh Xã hội trước ngày 25 tháng 12 tới đây. Và các địa phương sẽ thực hiện quy định này như thế nào sẽ được chúng tôi phản ánh đến quý vị và các bạn trong các bản tin thời sự tiếp theo. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của Chuyện trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.